ta dỗ mày thì vô á. Còn không? Đến ngày tồn tại còn không? Của ông ta.
bà thiên hậu đâu bà cưới gì ai về thì cứ tự tự á, cưới là lễ vui. Cô năm cô sáu cô bảy cô tám cô chín cô mười cô bà cố thiện lộc bà cố hỷ bà ai về cái là phải xin tên cái ngôi gì ai cũng có hết chết lại không có. Bà nói cho biết ở chùa đây thôi là bị lớn đó, có ai lại già nào? Đúng rồi, bị lớn. Của thập phương ba tánh đại mô rồi đến chung vô, không có cái nào là già đúng rồi. Ví dụ mà lên thân cổ mậu không có, hai con bây giờ nếu ai theo. Đúng không? Vô đường xuống cái ngay với thật không ơi. Trời ơi, mất bảo cho biết ha. Cho biết đóng được thiền, đóng được trẻ. Thì thào, thứ hai là chị nhỏ bé thôi. Đóng chiều đâu? Kè bọn hội kè. Không hội đâu. Nếu trong cái bổ hội mà thấy ai làm khó được, do từ A tới Z, từ chân tới quay, thì khỏi đợi ai hết. Trong bổ hội xuất đặt. Tôi biết chị ha. Không có gì vẻ được ha. Bất giận thì bà cho biết ha. Nếu ai muốn về hậu này á thì cứ gì về xin chi cũng được hết. Có ai biết được không? Chị thật tổ một bà ba đúng không? Chùa này chỉ có bao nhiêu người thôi. Cái ngày cúng ngày lễ ngày vui thì lại dịu vui trở về. Chứ không có ai. Hồi lúc cái chùa này lớn quá đông, quá đủ người. Tới vì lớn rồi như thể là con rắn không đầu ha. Bắt giận cho bà ơi bà. Mừng bà nói gì đó. Hai đứa con bà về đây thì ba cũng mặt ba cũng coi bà có gì bà bắt bảo dùng. Ai chánh này khó đâu ha. Bây giờ không còn chánh khó cho nó hết trơn á, còn mình một à. Chánh tài hội tài đâu ha. Hội tài thì còn hai ông tự đó. Nói chung ba hình giờ báo cho bà biết là không còn ai hết, nhưng mà có một mình một. Tại sao bây lớn mà đủ hết ha? Lớn lên thì không còn ai hết ha. Thì bà nếu bà biết được thì bà mất bảo rồi mà thẳng là ai là người ta dùng là cỡ tránh. Bà không nói đâu ha. Không nói rồi nhưng mà thì bây giờ từ thì trong cái bàn thấy ha. Bây giờ bà nói cho cái bàn biết ha. Đóng chẹt, đóng thiền, đóng nổi mà nhưng mà hai cây chè với cây sào là đóng chấm. Đóng không được ha. Cái cục ai giỏi thì cái cục hướng đó. Tại cho biết cái cục hướng đó. Cục hướng làm xong cho mấy bà. Cái đem cái cục hướng vô như thế cái cục điện nha. Giờ làm xong hết trơn mà sửa lại trên rồi bà. Bà về đồng thống đồng ý ha. Muốn như vậy ha. Là xin chào nha. Ai về bà Thiên Hậu thì về ha. Hỏi như vậy đúng hay không? Đem cái lá hướng đó đem để cầu nguyện trong bổn hội và hết rồi trong bổn hội đốt không được là không từ chứ không có nhỏ mà để treo lên đâu ha. Bà đúng rồi ha. Thì nói chung là hồi lễ đồ đó bà về bà cũng nói là nó không phải treo chứ không cho đã xuống thì treo đó bây giờ đó cũng đâu có nhất sao chị ông ta còn chưa qua người bà á nhưng mà kết anh em thôi bà chưa ra lệnh là bà cái chu giám ha rồi biết ha hướng á từ đó hình như ai treo mà trong bổn hội treo mấy ông không lần nào cho anh chị cho hậu trưởng cho cái lòng vật là không được thì ông từ treo chứ một người ngoài không cho treo không có được quyền treo lớn treo thì đó đâm ra nó treo đó
bây giờ hôm nay sẵn đây cũng ngày tốt, ngày lễ của ông bây giờ bà Trần ở đây thì tôi cũng dám hậu thẳng luôn, trong mà miếu này hiện thờ ai là người về phần của ông nhị, chính thức về phần ông nhị và báo dùng cho ban hội biết để ban hội dễ và giải quyết. Ông này về xưng nhị, ông tên xưng nhị, ông nhị rồi rụng ra cho xác của tam, xác tam về thôi ha, chưa được có xác ha, người xác là chưa được ha, cho nên ông kêu bà già không cho nó lên nữa, ban hội bây giờ không cho nó về đây lên nữa, nó quay ngang nó chính điện nó vậy. Nó đi theo bà Thái với ông hội trưởng cũ á, để nó đứng quậy miếu nè. Nếu quậy thì gì quậy ha? Bà nó quậy bà, ở trong cái nhà của nó ha. À. Bề ngoài nhìn thấy vậy với trong lòng nó nói như tơ giò ha. Mà thế gian không ai biết ha. Nó quậy được thì nó quậy. Hồi bé lớn thì nó quậy, mà tới bé lớn là nó quậy. À. Nó lập đảng phái đó, nó muốn thành lập đảng phái về đó, nó giữ cái miếu này đó. Trong cái ông tưởng tổ trưởng tổ phó ha, thuyền phải lái cho đây ha, đừng có nhấp nhô sống vật thì chết ha. Còn nếu tổ phó mà thấy nhà đây gọi là tự nhiên không gì đó, không gì đó, bình thường gì đó. Bây giờ thì sáng nay cũng tôi cũng đang mặt trên ban hội thầy coi mà xin làm điều, bà thấy ai có thể cai quản được cái miếu thầy thì là coi như là tiếng dùng cho người đó về cai quản thôi, đừng cứ dùng miếu dùng cho nó được rồi nhé. Ở muốn liền thì không được đâu ha, bà sẽ lựa chọn ha, còn nếu trong cái tổ khó mà thấy ai mà làm mà được đó ha, đem vô là thôi lo được từ lá tới rét, từ trong tới ngoài đó là chơi cái gì chơi chưa không ai hết ha, khó lắm chứ không dễ rồi ha, mà mỗi cho bà không có ai ai lo được cứ lo chơi đàn lửa chứ không biết ha. Bây giờ tôi ngày hôm nay là chính thức ngày hôm nay tôi xin để
Yeah.
ai là đàn hàng xác không mình không biết ai đâu. Thank you.